Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel của Thanh Huy Audio. Và ngày hôm nay thì bên mình đang hướng setup cho một dàn sân khấu cho khách hàng ở dưới miền Tây. Bộ này thì nó đặc biệt hơn ở các cái bộ khác mình setup. Đó là nó sử dụng loa full đơn 5 tấc. Đây là full đơn bass 5 tấc nha các bạn. Nó sử dụng là hai cặp full đơn 50. Đó, một chép và một bass. Một cặp súp hầm AD Max 5 tấc. Bộ đẩy sử dụng là một con mixer MX12-2, một bộ micro AT A680F. Lúc đầu á thì khách á họ đã chọn mic UGX10 25 mã để gắn cho bộ dàn này. Tuy nhiên thì trong quá trình test á thì khách đã đổi sang bộ micro AT 680F. Thiết bị chia nguồn AT A8 chính hãng, một bộ lọc DBX 2231, một cái phân tần Cosever 23XS và hai cục đẩy CA62. Hai cục đẩy này sử dụng 68 sò và 200 vô xuyến. Thì khách mua bộ lần này thì đã được tặng một cái tủ máy 16U như thế này và toàn bộ hệ thống dây rắc và dây loa 4 ruột có lõi bọc ngoài. Đây, và được trang bị tất cả cái đầu pít công để cho mình cắm rất là nhanh và tiện lợi. Đây. Và sau đây thì mình sẽ nhờ kỹ thuật lên âm thanh cho bộ loa này và mình sẽ quay cho bạn nghe. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật những clip mới nhất của Thanh Huy Audio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì mình sẽ nhờ Tú kỹ thuật setup cho bộ âm thanh này. Và bây giờ mình sẽ hay sâu
trở lại đi đâu cần phải.